Chào các bạn, hiện tại tôi đang đứng tại khu đô thị Eco Green Sài Gòn, mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có quy mô hơn 14 hecta, đấy có diện tích công viên nội khu là 3,5 hecta và công viên hình tràm kế bên công viên trung tâm quận 7 là 22 hecta. Đây hiện tại là tôi đang đứng trước tòa HL2. Lúc A đây, hiện tại là dự án đã đi vào bàn giao là tòa HR1 và HR2, bàn giao từ cuối năm ngoái và cư dân hiện tại đang chuẩn bị được chủ đầu tư thông báo bổ sung hồ sơ để làm sổ. Đây là một dự án là có thể nói là có pháp lý vững vàng nhất tại quận 7 nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung kể từ thời điểm mở bán đến hiện tại là bây giờ. Hiện tại là hai cái tòa căn hộ này là đã bàn giao xong và nó có 36 tầng, có 11 căn trên một sàn và nó là có những căn là 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, diện tích từ 50 đến 90 mét vuông, bàn giao đầy đủ nội thất. Ngay đây mình ra trục đường Nguyễn Văn Linh. Tại là đường nội khu bên trong thì dự án này thì là về cái tiện ích thì là đã có tiểu học đồng đã bắt đầu đi vào hoạt động. Kia khu đất bên kia là sau này sẽ là dự kiến là xây tòa tháp 69 tầng khách sạn Hyatt thương hiệu của Mỹ và trung tâm thương mại quy mô hơn 10.000 mét vuông, dự kiến có thể là Aeon hoặc là Lotte sẽ là kinh doanh trung tâm thương mại tại đây. Đây khu dân cư đây. Đây đường nội khu đây các bạn. Hiện tại thì là hai tòa HR3 và M2 thì đã cất nóc và đang chuẩn bị đi vào hoàn thiện. Tôi sẽ đi vào trong nội khu để ra xem. Đây, khu dân cư buổi chiều rất là yên bình. Cư dân trẻ nhỏ, ông già bà trẻ có thể là thong thả dạo bộ tại đây. Đây là dãy show house ở bên dưới. Dãy show house này thì hiện tại là chưa kinh doanh đầy đủ nhưng mà sắp tới nếu mà đi vào hoạt động kinh doanh thì khu này được cực kỳ là sầm uất này, về ăn chơi thương mại giải trí các kiểu, ABCD. Kia là phía tà xanh xanh, kia là HL3 hiện tại đang đi vào hoàn thiện và M2 đây và M2 bên này. Đi vào đây. Đây farm hiện tại thì đã có hệ thống family mắt. Tính đến thời điểm bây giờ thì đây là dự án khu căn hộ quy mô lớn nhất quận 7. Đây các bạn có thể xem này. Đây là tòa HR3. HR3 thì đang đi vào hoàn thiện, sắp xong rồi. Còn đây là cái tòa HR2. Đây tôi sẽ đi vòng ra phía ngoài của đường nhé, các bạn xem. Đây là lốc D của tòa HR2. Rất là thông thả đạo bộ đây các bạn ạ. Vâng, xin giới thiệu lại tôi là Tuấn Ngọc bên của nhóm review thông tin bất động sản và alo căn hộ sài gòn.com. vâng, bên tên viết chính xác là alo căn hộ sg và .com. Đây là phía trước đây giáp với mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh này, khu công viên ven đường Nguyễn Linh này. Có hồ tiểu hồ, cái hồ tiểu cảnh là rất là đẹp, thiết kế là thảm cỏ và đồi cỏ. Đây cũng dãy mặt tiền này là dãy show house. Đây tôi đang thấy là rất nhiều là vật liệu đã tập kết ở đây rồi, chắc chắn là chuẩn bị đi vào thi công và hoàn thiện cái nội thất đây. Khu này mà lên thì cực kỳ là đẹp, mà tiền này kinh doanh thì thôi rồi giỡn ơi. Đấy, tôi đi kiếm mặt tiền được. Công viên vui chơi giải trí
Hiện tại thì là bên chúng tôi cũng đang phân phối những cái dọa hàng căn hộ 3 phòng ngủ và căn hộ 2 phòng ngủ tại đây các bạn ạ. Giá căn hộ 3 phòng ngủ ở đây thì nó trừ tất cả các loại chiết khấu đi thì nó rơi vào tầm khoảng 4 tỷ 6 đến 5 tỷ một căn. Còn căn 2 phòng ngủ thì rơi vào 3 tỷ 6 đến 3 tỷ 9 một căn. Nó tùy vào diện tích, tùy vào vị trí nữa các bạn ạ. Đấy, đang đi phía trước đường này các bạn. Đây, dãy số hào đây. Số điện thoại để nhận thông tin tư vấn dự án của chúng tôi là 0909 910 884. Vâng, các bạn nhớ lưu lại nhé. 0909 910 884. Số điện thoại của nhóm tư vấn thị trường dự án của chúng tôi. Các bạn có nhu cầu quan tâm tìm hiểu mua hay như nào thì cứ vui lòng liên hệ. Hoặc là cái liên hệ theo cái nội dung bên dưới thì chúng tôi sẽ ghi nội dung về thông tin về mail, các bạn có thể gửi thông tin qua mail cũng được. Đấy, tôi đã đi vòng vòng đây. Đấy, các bạn ạ. Phía bên kia là đây, phía này là hiện tại là đang là khu nhà mẫu và nhà điều hành của dự án. Nhà mẫu, nhà điều hành dự án sẽ tại đây. Đông vui nhộn nhiều quá, cá viên chiên các kiểu này. Đấy. Vui quá. Rồi tôi sẽ đi ra phía đường bên này đến khu vực trường tiểu học Kim Đồng nha các bạn. Trường tiểu học Kim Đồng thì chính thức đi vào hoạt động và tuyển sinh từ năm ngoái. Hiện tại bây giờ tại đây thì đang xây dựng thêm cái công trình là trường mầm non Việt Nhật. Đây, trường Kim Đồng đây. Đấy. Còn cái chỗ công trình này thì là đây đang xây đây. Công trình này thì là trường Việt Nhật nằm ngay trong liền kề với trường tiểu học Kim Đồng luôn. Trường mầm non tiểu học quốc tế Nhật Bản VJK. Đấy là trường mầm non. Còn đây là chính đây, trường tiểu học Kim Đồng đây. Trường tiểu học Kim Đồng đây các bạn. Tôi sẽ đi một vòng qua. Đây là cái mé đường này là tòa M2 đây. Tổng thầu thi công là Xuân Mai Cóc. Nhà thầu thi công là An Phong. Đấy, thì khu tòa này thì sẽ là do An Phong xây dựng này các bạn ạ. Đấy. Rồi quay lại vòng nha. Thì ngay tại gần cái tòa M2 kia thì là đang xây dựng là cái trung tâm hội nghị tiệc cưới. Thì đâu đó thì hôm trước chúng tôi cập nhật thì là nó đã xây đến tầng 2 rồi, đang lên tầng 3 rồi. Khu này thì sau này là trung tâm hội nghị tiệc cưới này, khách sạn Bắc Hải Giác này, trung tâm thương mại quy mô của Aeon hoặc là Lotte gì đấy. Chúng tôi xin cập nhật một thông tin nữa là cái tòa Bắc Hải Giác này đến là cuối năm nay sẽ triển khai thi công, tại vì là chủ đầu tư Xuân Mai năm ngoái đã ký kết với lại tập đoàn Hyatt Hotel của Mỹ rồi. Do cái thời gian vừa qua thì nó hơi dịch bệnh một tí cho nên là hoãn lại đến cuối năm nay sẽ triển khai thôi. Biết là cái tòa Bắc Hải Giác thì là nó sẽ là gồm là tòa khách sạn và văn phòng, có thể là có thêm là office theo nữa. Thì cái thông tin này là chưa được chính thức, chúng tôi mới cập nhật được là cơ bản là như vậy thôi, có khả năng vậy thôi, dự kiến thôi. Đây là một số đây, Ecoin Sài Gòn, tiểu tượng Nam Sài Gòn, đây, cái banner quảng cáo giới thiệu rồi, chủ đầu tư uy tín cũng vậy. Khách sạn quốc tế và nhà cao cấp đây.
bàn giao cho nội thất nhà thầu thi công của là An Phong Bình Định. Đấy, đấy, các bạn ơi, giới thiệu rồi. Cho các bạn. Đây là Bắc Hải Giáp đây. Đây, đây phối cảnh và Bắc Hải Giáp đây. À, khách sạn 20 giáp, 2 giáp, 69 tầng. Đây, cái này nó sẽ là biểu tượng của khu 5 Sài Gòn. Nếu mà khi mà xây xong thì là nó phải lớn trong top 5 những tòa nhà chọc trời của thành phố Hồ Chí Minh. À, sau thằng Landmark 81 này hoặc là cái thằng Empire, Empire thì cái bảo 88 tầng nhưng mà chưa xây. Đây các bạn thôi. Rồi, đấy, vị trí kết nối đây, để các bạn có thể hình dung ra đây. Vị trí nằm đây đây. Cơ bản là như thế, thì hôm nay đi một vòng dạo qua cái dự án Eco Green để giới thiệu tới các bạn, để các bạn cảm nhận được cái vị trí dự án và cái thực tế cái dự án này hiện tại đã đang như thế nào, cư dân đã hoạt động ra làm sao. Và cư dân ở đây thì rất là thông thả thoải mái rồi, chiều chiều là xuống đá banh, đá cầu hay là dạo bộ, từ ông già người trẻ đến trẻ con đi đồng. Rồi bắt đầu xuất hiện ở đây. Sắp tới thì cả cái dãy sâu phao dưới này mà lên nữa thì ở đây chả thiếu cái thứ gì cả. Rồi, Eco Green Sài Gòn xin kính chào các bạn. Các bạn có quan tâm thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0909910884. Vâng, xin nhắc lại số hotline của chúng tôi 0909910884. Vâng, tôi Tuấn Ngọc, nhóm review thông tin bất động sản và alo căn hộ sg.com. Vâng, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu có thể thì có thể là bấm like, subscribe để mà theo dõi những cập nhật thông tin mới nhất từ chúng tôi. Chào các bạn, cảm ơn, bye bye.